Hello quý anh chị, mến chào quý anh chị quay trở lại với kênh Đức Ô Tô Cổ Sài Gòn nha. Có Civic AT không anh? Dạ rồi, em cảm ơn anh Lâm đã quan tâm xe bên em nha. Thì những hôm trước bên em có về Civic thì khá là nhiều. Giờ về là khách đã chốt cọc mua bán ngay, phải nói là mua bán rất là nhanh luôn. Dòng Civic bên em bán khá là chạy nha quý anh chị. Và trên đặc trưng trên những dòng Civic đó thì hầu như trên tất cả các phiên bản thương mại á và bán phổ thông nhất á, bản E, G và GS đều là phiên bản số tự động AT hết nha. Chỉ có một duy nhất là trên phiên bản Type A là phiên bản số sàn thì nó sẽ thuộc phân khúc khác rồi. Nó thuộc phân khúc xe thể thao nha. Thì trước mắt quý anh chị đây là một con Honda Civic phiên bản 1.5 turbo GS là bản cao cấp nhất trên những dòng xe thương mại phổ thông nha. Đời 2023 xe đi lướt mới hơn 8.200 km xíu thôi. Chưa go ra xong đó thì đối với xe này á, so với xe mới thì quý anh chị tiết kiệm đâu đó khoảng tầm 90 đến 100 triệu nha. Tại vì xe mới giá niêm yết đâu đó là 870 và phí lăn bánh tỉnh luôn thì dao động đâu đó khoảng tầm 917 triệu. Và phí giá hiện tại bên em đang chào bán cho quý chị là chỉ hơn 820 triệu một xíu thôi nha, còn thương lượng còn bớt lọc cho quý chị nào thiện chí. Civic thì là dòng xe nhập khẩu nha quý chị, nên là nó sẽ không có cái mức mà giảm 50% thuế trước bạ so với các xe lắp ráp trong nước nha, nên là Civic giá thì vẫn như vậy so với niêm yết nha. Đó, nó chỉ khác là chương trình khuyến mãi, nó đâu đó em nhớ chương trình khuyến mãi hiện tại xe này đó thì nó khoảng tầm 20 đến 30 triệu nha. Thì tùy theo quý anh chị cân nhắc chọn xe này, xe lướt, xe đã qua sử dụng hay là xe mới, là mình tiết kiệm nó đó vài chục đến 100 triệu để cân nhắc mình làm việc một chi mình để đầu tư vào chi phí khác nha. Đấy rồi, em đi vào chi tiết phần xe cho quý anh chị luôn. Xe được trang bị bóng bi led dãy 3 tầng khá là sáng nha. Bi led hoàn toàn hết nha, từ trước ra sau nha quý chị. Mâm thì mâm to nha, bản GS là mâm to, mâm 18, vỏ Michelin đi khá là êm luôn, mâm to mâm 18. Đó lớp là từng thứ để em tìm cái đó lớp tuần thứ 47 của năm 2022, kiểu là cuối 2022 nha quý chị. Xe đăng ký tháng 6 năm 2023 nha. Thì cuối 2022 rất là bình thường nha. Lớp sản xuất trước. Xe có sơn màu trắng nè, liền lạc 47 trước là sao nha. Đăng kiểm đồng bộ. Đăng kiểm thì còn đến tháng 6 2026. Xe đăng ký vào tháng 6 2023 nên là xe thì có sơn màu trắng nè, liền lạc đồng mờ trực trước ở sau, khá là bổ bể nha. Cái ốp này là ốp sơn lại nha quý chị, có thêm cách nhiệt, chưa có về trời mưa. Nói về cái thiết kế của Civic thì khá là được quý chị ưng ý, ưng mắt nha. Thiết kế thì hiện tại đã thay đổi, hao hao giống như đàn anh thì nó sẽ điềm đạm, nó thanh lịch, nó nhẹ nhàng, nó thanh nhã hơn nha. Mặc dù thì nó vẫn cái form dáng nó rất là thể thao nha, vuốt góc cạnh nè, có cánh lướt gió phía sau. Xe mang biển tỉnh 70 tên anh nha, thì bên em sẽ hỗ trợ gốc gốc sang tên đầu quắc nha, anh chị yên tâm hậu xe pháp lý. Lipo là lipo đôi nguyên zin theo xe luôn nha anh chị, lipo đôi nha. Đấy, gầm bệ quay cho anh chị xem, mới tinh sáng chăng, mới lướt 8.200 km hơn xíu à. Thì nói chung là gần như là chỉ thua mỗi xe hơi mới, xe hãng thôi, mới hoàn toàn. Đấy, phần cốp đồ nghề con đội tao quay bánh xích cô là chưa dùng một lần nào nha, thuộc phân khúc xe anh cỡ xe nên là phần cốp phải nói rất là gọn gãi sạch sẽ luôn. Động cơ 1.5 turbo thì cho công suất đó 176 mã lực, đi kèm hộp số CVT dẫn động cầu trước nha. Lâm quanh mức bao nhiên liệu 5 lít 3 đường ngoài thành thị, 6 lít 9 đường kết hợp và 9 lít 6 đường trong nô nha. Cảm giác lái trên dòng Civic thì khá là tốt nha quý chị. Ghế da phối với da lộn, da đen phối chi đỏ nha. Rất là thể thao luôn, có lót thảm sàn sẵn trần nguyên zin, có cửa gió điều hòa. Đó, phần khoảng để chân thì khá là rộng rãi thoải mái vô cùng. Bản dòng Civic GS là bản cao cấp nhất thì được trang bị ghế lái chỉnh điện nha, 8 hướng, ghế lái chỉnh điện 8 hướng. Thì trên phiên bản E và phiên bản G thì chỉ được trang bị ghế chỉnh cơ thôi. Và hệ thống âm thanh trên xe là 12 loa bầu nha, nghe phải nói rất là phê luôn. Đấy, có hệ thống an toàn chủ động Honda Sensing nha. Cân bằng tử ABS, EBD, BA, hỗ trợ độ đều, khởi hành ngang dốc, 6 túi khí an toàn, cảnh báo tiền va chạm, trạch làn đường đầy đủ luôn, miên man luôn. Bảo trì bảo dưỡng thì khu lịch sẽ hãng tại Honda Auto Tây Ninh nha. Và móc tiếp theo là 10.000 km, chưa bao dưỡng với nhau anh chị. Ta lá vô lăng thì được thiết kế kiểu dạng ba chấu nè, nhìn khá là thể thao nha. Có da vô lăng bọc da nha, khá là được trang bị khá là nhiều phím bấm luôn, điều chỉnh âm lượng, đàm thoại gắn tay, ga tự động, lẫy số vô lăng, hệ thống hỗ trợ ổn định làn đường nè. Đấy, cảnh báo tiền va chạm, lẫy số vô lăng đầy đủ luôn. Ô đô chuẩn 8.147 km. Đăng ký tháng 6 2023 tới đến nay là tháng 8 2023, 2 tháng sử dụng. Đi lướt chưa tới 10.000 km thì chủ này đi chú ý là trải nghiệm là chính thôi nha anh chị. Đấy, trải nghiệm là chính thôi thì tiết kiệm đâu đó khoảng 90 đến 100 triệu so với xe mới nha. Thì tùy theo quý anh chị cân nhắc và lựa chọn nha. Màn hình zin theo xe tích hợp khá là nhiều tính năng luôn, xem phim, lướt web, nghe nhạc, bản đồ thoải mái nha. Điều hòa tự động hai dục độc lập, đèn nổ start up, ba cổng sạc, thanh tay điện tử auto horn, sạc không dây, có luôn ba chế độ lái bao gồm là đấy,
Normal Sport và cái màn hình đồng hồ thay đổi theo từng giao diện khá là bắt mắt nha. Số tự động. Đó có nhược điểm nhỏ trên dòng Civic thì hầu trên phiên bản GS thì chưa được trang bị cửa sổ trời nha. Tất cả các phiên bản chưa được trang bị cửa sổ trời nha. Đấy, ghế da màu đen da phối với da lộn nè. Nhìn khá là thể thao nha. Tổng thể là thắt thì xe khá là sạch sẽ, sáng mới. Chỉ gần như là chỉ thua mỗi xe hãng thôi nha. Rồi em đi vào chi tiết phần động cơ kiểm tra cho anh chị xem. Rồi mình cùng đi vào chi tiết phần dưới nắp capo là khối động cơ 1.5 turbo cho ra công suất 176 mã lực. Hộp số này là hộp số bao cấp CVT hay nhau anh chị. Thì nó có cảm giác lái nó không bốc, nó không mượt như mà hộp số tự động, nhưng mà nó khá là tiết kiệm nha. Máy nổ khá liệm nha anh chị. Đấy, gần như là máy tuân sáng trăng 8.100 km hơn à. Ốc bác cho chị mới nói là nguyên xe nha. Tất cả các xe bên đây bán ra thì đều cam kết chất lượng cho anh chị, xe không đâm đụng, không tai nạn, không thi kích, hồ sơ pháp lý rõ ràng, cam kết bằng giấy tờ văn bản có một công ty rõ ràng chứ không phải nó miệt xuông nha anh chị, nên là đảm bảo cho anh chị yên tâm tuyệt đối khi mua bán và trao đổi xe bên em nha. Rồi tổng cơ luôn trước mắt anh chị, đây là một con Honda Civic phiên bản 1.5 turbo GS đời 2023, xe đăng ký lần đầu là tháng 6 2023, mới đi 8.147 km hơn xíu thôi nha. Giá hiện tại bên em đang chào bán cho anh chị là chỉ hơn 820 triệu một xíu thôi. So với xe mới thì quý anh chị tiết kiệm đâu đó khoảng tầm 90 triệu hơn đến 100 triệu nha. Đấy thì tùy theo quý anh chị cân nhắc và lựa chọn nha. Xe thì lướt gần như là chỉ thua mỗi xe hãng thôi. Mới hoàn toàn không có gì phải chê. Thì giá loanh quanh 7-800 mà tiết kiệm 100 thì con số phải nói khá là đáng kể nha anh chị. Thì nên cân nhắc sớm thì nhớ lô cho em rất sớm nha. Rồi cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi nha. Nhớ cho em xem một like, subscribe cũng như comment ý kiến chia sẻ quan điểm của quý anh chị về con xe này. Hoặc là cần tư vấn xe nào thì cứ nhắc máy alo trong rất sớm nha. Từ 5 chỗ, 7 chỗ, bán tải, gầm cao, gầm thấp, máy xăng, máy dầu, số sàn, số động, gần 70 đầu xe, kể cả hai chi nhánh Bình Tân và Thủ Đức bên em. Thì xem được ưng xe nào thì nhắc máy alo trong rất sớm nha. Rồi bye bye anh chị nha.